Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 11 vừa qua tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi hội thảo nhà máy thông minh và robot với trí tuệ nhân tạo 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong khuôn khổ chương trình hội nghị quốc tế thường niên khu công nghệ cao lần thứ 5 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsubishi Electric Việt Nam tổ chức buổi hội thảo nhà máy thông minh và robot với trí tuệ nhân tạo 2018. Chương trình là dịp để giới thiệu và trình diễn giải pháp nhà máy thông minh e-factory cùng giải pháp ứng dụng robot với trí tuệ nhân tạo robot AI theo ông Yoshitaka Kumagai, đại diện bộ phận sản xuất robot quản lý trung tâm kỹ thuật robot tập đoàn Mitsubishi Electric, e của Mitsubishi Electric là sự kết hợp hài hòa giữa con người, robot và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Cánh tay robot có thể được áp dụng vào các công tác như lắp ráp, kiểm tra sản phẩm, theo dõi sản phẩm trên băng chuyền. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI kết hợp robot cho phép học hỏi nhằm tối ưu hóa hiệu năng, giúp sản xuất tự động giảm thiểu tối đa lỗi trong quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, với hệ thống mạng lưới internet tích hợp, các nhà sản xuất có thể điều khiển, kiểm soát nhà máy từ xa. Đặc biệt khi kết nối với dữ liệu đám mây, robot cho phép sản xuất sản phẩm tùy biến theo nhu cầu cá nhân trong thời gian thực. Quan trọng hơn hết, robot còn đảm bảo tính an toàn cho con người và cơ sở sản xuất. Rõ ràng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có những tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó thì môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt thì hiểu của người tiêu dùng cũng đa dạng hơn, đòi hỏi các nhà sản xuất phải có những quy trình sản xuất tự động linh hoạt, đa dạng sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng và giảm chi phí giá thành của sản phẩm. Vì vậy, thông qua những khái niệm về nhà máy thông minh và robot trí tuệ nhân tạo, Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục hợp tác và phát triển ngành công nghiệp sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững tại Việt Nam.